hoàn thiện trong thời gian rất là nhanh. Hoàn thiện trong 15 ngày đã xong rồi, một tốc độ kỷ lục. Cái từ xi măng này cho đến ống này, rồi là đồ vệ sinh này, tất cả đều là đồ xịn. Vâng. Nói chung là Tuấn làm rất là yên tâm rồi. Vâng. Không có cái gì chê trách cả. Xin chào các bạn, mình là Tuấn từ công ty xây dựng MV. Hôm nay là ngày 20 tháng 5 năm 2024. Thì hôm nay mình muốn mời các bạn vào tham quan một căn shop house ở bên mình vừa mới thi công. Căn này thì tuy là hoàn thiện chỉ có một tầng thôi, căn thương mại dịch vụ ở khu phố nhậu Vinhome Ocean Park 2. Tuy nhiên là nó cũng có rất là nhiều các cái điểm hay mà mình muốn mời các bạn vào tham quan. Đấy, mình xin nói qua cái căn shop house này một chút. Căn shop house này thì bàn giao có là 5 tầng, nhưng mà chủ nhà chỉ thi công một tầng thôi để bàn giao lại cho bên thuê. Căn này thì nếu mà xét về góc độ thời gian thi công thì nó cũng lâu, cũng không kém những căn 5 tầng, bởi vì cũng phải thi công với từng đấy đội thợ, từ thợ nề, thợ điện nước xong rồi mới được chát tường, rồi chát tường xong rồi mới được đến sơn bảng. Đấy, thế nên là thời gian thi công cũng rất là dài. Tuy nhiên là đối với căn này, do chủ nhà cần gấp để bàn giao cho bên thuê, nên là bên mình hoàn thiện trong thời gian rất là nhanh. Hoàn thiện trong 15 ngày đã xong rồi, một tốc độ kỷ lục. Đối với những căn shop house thương mại dịch vụ này, có một cái điểm sẽ khó gây mất thời gian thi công và gây tốn kém, đấy là nền của chủ đầu tư đã được đổ bê tông sẵn rồi. Thế nên là khi mà chạy đường điện đường nước ấy, mình phải đục cái phần nền này ra, xong phải moi lớp đất lên. Ở dưới này không phải là cát mà dưới này là đất, nên là đào rất là khó khăn. Đấy. Đây là tuy là căn một tầng ấy, tuy nhiên các bạn có thể nhìn một số các cái chi tiết bên mình làm rất cẩn thận. Ví dụ như là đây là công tắc, bên mình cũng dán các cái chữ để đánh dấu cho khách hàng dễ sử dụng. Một cái điểm rất là quan trọng trong cái thiết kế ngôi nhà này, đấy là khi bàn giao thì chủ đầu tư thiết kế cái phòng vệ sinh nó dọc ra đến tận đây, tận mép đây. Nhưng mà bên mình đã thi công là đẩy lùi cái phòng vệ sinh ngắn lại và mở rộng cái này ra một chút để nhìn căn nhà được thông thoáng từ ngoài vào trong. Đấy, thông thoáng. Và phòng vệ sinh ở trong này, cái phần chiều cao vẫn đảm bảo. Thiết bị vệ sinh ở đây thì bên mình đang sử dụng là thiết bị vệ sinh Toto, rất là xịn, tuy là căn chỉ cho thuê nhưng mà thiết bị vệ sinh Toto. Đấy. Trong này mình có lắp bình nóng lạnh, máy bơm các thứ, tất cả ở trong bên này. Và căn này ấy, thì là căn cho thuê và chưa biết được chủ thuê người ta sẽ thuê là mục đích gì, và có thể người ta thuê làm nhà hàng mà chưa biết được người ta sẽ đặt bếp ở đâu, nên mình bố trí rất là nhiều vị trí có thể đặt được đường nước. Phần chân của căn hộ này ấy, thì để cho nhìn nó thoáng với cả không mất nhiều chi phí để đầu tư thì không làm trần này cao mà chỉ làm trần sơn đen thoáng như vậy thôi và thả đèn xuống thôi. Đây là cũng là một thiết kế hay bởi vì sẽ giảm chi phí đầu tư mà đỡ ảnh hưởng đến các hệ thống phòng cháy chữa cháy cũ của tòa nhà. Em chào chị ạ. Vâng, thì hôm nay là ngày em bàn giao cho chị căn shop house. Tuy là chỉ hoàn thiện một tầng thôi, thế nhưng mà chị em mình cũng đã có một cái khoảng thời gian làm việc với nhau ấy. Thì chị có thể cho em xin một chút cái suy nghĩ của chị khi mà chị làm việc với em, chị cảm thấy thế nào được không ạ? Khi mà làm việc với Tuấn ở bên MV ấy, rất là yên tâm. Nói thật là chị giao cho em hoàn toàn từ đầu đến cuối, chị có sang tí nào đâu, chỉ có mỗi đến hôm nay bàn giao nghiệm thu thì là chị mới sang thôi, nhưng mà chị thấy mọi thứ là rất là chuẩn chỉnh và chắc chắn là lần sau thì mình sẽ lại hợp tác với nhau nhé. Vâng. Đấy, rất là chuẩn rồi đấy. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Em đã chụp xong, em gửi cho mình xem từ trước khi em lắp đặt cơ, tức là tất cả những cái từ xi măng này cho đến ống này, rồi là đồ vệ sinh này, tất cả đều là đồ xịn. Nên là nói chung là
Tuấn làm rất là yên tâm rồi. Vâng. Không có cái gì chê trách cả. Các bạn vừa xem xong công trình hoàn thiện shop house thương mại dịch vụ một tầng của bên mình tại khu phố nhậu. Mình biết là có rất là nhiều người có nhu cầu cần hoàn thiện nhanh, hoàn thiện đẹp các cái shop house này, cũng như là lo các cái thủ tục từ khâu xin phép đến khâu hoàn thiện nghiệm thu. Nếu mà ai mà có nhu cầu mà thi công thì có thể liên hệ với công ty bên mình, công ty xây dựng MV ở Trà Là 1553 Vinhome Ocean Park 2. Số điện thoại là 0908668810. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy cho mình xin một like, một subscribe để các bạn có thể theo dõi những video mới nhất của công ty bên mình nhé. Xin chào các bạn.